xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình xin tự giới thiệu, mình là Sang. Hôm nay thì mình sẽ không làm một clip review cụ thể về một cái sản phẩm nào đó, mà thay vào đó thì mình sẽ làm một video ngắn để giới thiệu cho các bạn về 5 cái mẫu loa karaoke chuyên lắp dàn karaoke được Thiên Vũ bán chạy nhất trong thời gian vừa qua, cũng như là được khách hàng có những đánh giá vô cùng tích cực về cái sản phẩm này. Thì sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là một sản phẩm loa mang thương hiệu SE Audio Technic có 8. Thì đây là một sản phẩm thuộc thương hiệu Đức, được gia công và sản xuất tại Trung Quốc, với thiết kế nhỏ nhắn tinh tế phù hợp với không gian lắp đặt ở các căn hộ chung cư. Các gia đình có cái không gian nhỏ gọn thì sẽ là một cái lựa chọn vô cùng hợp lý. Ok, thì sản phẩm loa SE Audio Technic có 8 hiện tại có mức giá bán tại Thiên Vũ là 15.620.000 đồng. Thì loa thường được sử dụng trong các bộ dàn tầm 50 đến 60 triệu cho một cái cấu hình hoàn chỉnh. Theo như mình nhìn nhận á, thì điểm lợi của cái dòng loa này chính là sự nhỏ nhắn, tinh tế. Cái vẻ thẩm mỹ của loa giúp cho người dùng có thể sử dụng đặt để trong các không gian, tạo nên cái sự thẩm mỹ cũng như là thuận tiện cho việc treo hoặc là đặt bàn, vô cùng thích hợp. Thì điểm bất lợi một tí đối với dòng loa này thì các bạn khi sử dụng loa thì các bạn phải thêm một cái cục súp giúp loa có thể hoạt động vận hành một cách tối ưu nhất có thể, phát huy được hết cái khả năng của cái dòng loa này. Mẫu loa thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó chính là một mẫu loa mang tên là Wafadel Anglo X10. Thì đây là một mẫu loa thuộc thương hiệu của Anh Quốc nhưng được gia công và sản xuất tại Trung Quốc. Thì tuy là nói là sản xuất tại Trung Quốc nhưng hầu hết chuỗi thiết bị công nghệ thì được hoàn toàn nhập khẩu từ Anh. Thì với một cái thiết kế vô cùng bắt mắt, đi cùng chuỗi linh kiện cũng như là công nghệ cao cấp, thì loa Wafadel Anglo X10 cho ra một cái chất lượng âm thanh vô cùng đáng nể. Thì vỏ loa được sử dụng là gỗ ván ép Bạch Dương Baltic cao cấp đến từ Nga, giúp cho tuổi thọ hoạt động bền bỉ của loa được tăng cao. Cùng với đó thì chất lượng âm thanh loa phát ra cũng trở nên ấm hơn và liền lạc hơn. Thì loa có thiết kế tương đối là thẩm mỹ, hoàn toàn phù hợp đặt để trong các không gian từ 30 đến 40 mét vuông. Loa có thể treo đứng hoặc ngang tùy vào không gian lắp đặt cũng như là tính thẩm mỹ của gian nhà của khách hàng. Đó sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho những ai yêu thích mẫu loa đến từ Anh Quốc. Hiện tại thì sản phẩm loa Wafadel Anglo X10 tại Thiên Vũ có giá bán là tầm khoảng 20 triệu đồng. Thì hoàn toàn phù hợp cho một cái mức giá tương đối cho quý khách hàng. Vâng, và sau đây thì sản phẩm thứ ba mà mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là một sản phẩm đến từ Mỹ. Đó là mẫu loa JBL KBS-2. Thì đây là một sản phẩm từ Mỹ nhưng được gia công sản xuất tại Trung Quốc. Thì với một cái thiết kế tương đối hầm hố, hoành tráng và có trọng lượng vô cùng nặng thì loa hoàn toàn phù hợp với nhiều khách hàng yêu thích sự hoành tráng cho một bộ dàn karaoke hoàn chỉnh. Thì với một cái thiết kế tương đối là cứng cáp và thẩm mỹ, loa hoàn toàn phù hợp với các không gian phòng karaoke gia đình, karaoke cao cấp, chuyên nghiệp cũng như là bar club. Bên cạnh đó thì nổi bật của JBL KBS-2 có thể kể đến như là phần logo mà nhà hàng thiết kế cho loa. Với logo có thể phát sáng khi mà chúng ta sử dụng thì loa tạo nên sự đẳng cấp, sang trọng, vô cùng thẩm mỹ. Logo có thể xây ngang hoặc dọc tùy theo cái sở thích mà quý khách hàng chọn lựa. Hiện tại thì một cặp loa JBL KBS-2 tại Thiên Vũ có mức giá bán là 34.600.000 đồng. Nếu mà các bạn quan tâm có thể truy cập thienvu.com.vn để biết rõ hơn thông tin về sản phẩm này. Ok, thì sản phẩm thứ tư mà mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là một sản phẩm thuộc thương hiệu Calip, đó là Calip KI102. Thì nếu như mà anh chị đã biết về cái dòng Calip này thì sẽ biết được thì Calip sẽ thuộc về dạng loa nghe nhạc cũng như là loa xem phim. Đến nay thì nhà hàng cũng đã thiết kế một cái dòng loa riêng biệt dành cho karaoke, đó là Calip KI102. Thì đây là dòng Calip thuộc phiên bản RAW của nhà hàng. Vì vậy thì loa mang nhiều cái công nghệ cũng như là cái chất âm vô cùng đặc biệt,
Thì với Calip KI102 thì mẫu loa này hoàn toàn phù hợp với các không gian phòng như là các quán cà phê, các phòng karaoke gia đình. Lớn hơn thì có các không gian như là nhà hàng cũng như là spa, lớp, phòng gym. Thì như vậy thì hoàn toàn phù hợp với cái dòng loa này. Thì sản phẩm Calip KI102 hiện tại tại Thiên Vũ có mức giá bán là 34 triệu. Với một bộ dàn cấu hình hoàn chỉnh thì sẽ dao động từ khoảng từ 90 cho đến 120 triệu. Thì đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp đối với các khách hàng yêu thích sự chỉnh chu cho một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp. Và cái sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó chính là một sản phẩm thuộc thương hiệu đình đám đến từ Pháp, Nassau B10, hay còn gọi là Nassau Bessery, là một cái dòng sản phẩm thuộc phân khúc mới nhất của nhà hãng Nassau. Nassau B10 với một cái thiết kế tương đối là thẩm mỹ, đi cùng với các công nghệ hiệu năng vô cùng nổi bật, hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là mong muốn của các tín đồ âm thanh. Thì Nassau B10 với lớp vỏ bên ngoài làm từ gỗ bạch dương cao cấp, có khả năng chống xước cực kỳ tốt và đặc biệt là giúp cho lo có tần suất hoạt động cũng như là tuổi thọ được nâng cao khá là nhiều. Thì tay cầm của Nassau làm từ nhôm nguyên khối vô cùng chắc chắn. Ngoài ra thì đây là một cái dòng lo chuyên các sự kiện ngoài trời cũng khá là ok, với cái chức năng chống nước IP54 thì sẽ là một sự lựa chọn cho các buổi biểu diễn ngoài trời. Với cái chất lượng vô cùng cao thì quý khách hàng hoàn toàn có thể thưởng thức được cái chất âm mà dòng lo cao cấp này mang đến. Ok, thì vừa rồi mình vừa liệt kê 5 mẫu lo được khách hàng chọn lựa cũng như tin tưởng tại Thiên Vũ trong một năm vừa qua. Nếu như các bạn cảm thấy quan tâm đến một sản phẩm nào đó, hãy để lại comment phía bên dưới để mình có thể cập nhật thông tin và làm một video cụ thể rõ hơn về một cái dòng sản phẩm đó. Và bây giờ thì nếu mọi người cảm thấy video này hay thì hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.